Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Xuân Hùng sẽ đồng hành cùng với quý vị trong 10 phút của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ cần có giải pháp khắc phục ngay tình trạng phân bổ, giao vốn, giải ngân vốn đầu tư công chậm, bảo đảm chất lượng tiến độ các dự án quan trọng quốc gia. Đó là kiến nghị của Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội trong báo cáo thẩm tra về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 tại ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 diễn ra sáng nay. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022. Năm 2022, số tiền tiết kiệm kinh phí vốn nhà nước là trên 53.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác lập kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước chưa sát với khả năng thực hiện, dẫn đến các bộ, cơ quan trung ương và địa phương không phân bổ hết kế hoạch vốn được giao. Việc phân bổ, giao vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 chưa bảo đảm tiến độ quy định, tỷ lệ giải ngân chưa đạt mục tiêu. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Đa số các đại biểu Quốc hội đánh giá việc lập chương trình xây dựng pháp luật ngày càng được nâng cao về chất lượng và tiến độ. Song quá trình xây dựng luật pháp lệnh cần được xem xét thận trọng, chặt chẽ hơn, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương cho công tác xây dựng pháp luật, không chạy theo số lượng, quan tâm hơn công tác tổng kết thực tiễn khi xây dựng luật và kế hoạch vốn thuộc chương trình phục hồi. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên có buổi tiếp và làm việc với tổ chức tầm nhìn thế giới World Vision International. Tại Hưng Yên, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới đang triển khai thực hiện chương trình tài chính vi mô trên địa bàn các huyện Kim Động, Phù Cừ, hoạt động cho người dân vay vốn tín chấp với các khoản vay nhỏ, thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp. Hiện tại có 3.390 lượt hộ trên 36 xã của 3 huyện được tiếp cận vay vốn với tổng nguồn vốn 60,8 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hùng Nam đề nghị thời gian tới, Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tăng cường vận động thu hút quản lý khai thác hiệu quả nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tỉnh khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để các nhà tài trợ đến khảo sát, đẩy mạnh việc vận động thu hút đầu tư nguồn lực từ bên ngoài, đồng thời nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hưng Yên và chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức ký kết chương trình phối hợp năm 2023. Dự lễ ký kết có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Chương trình phối hợp giữa hai đơn vị nhằm tuyên truyền phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, tập trung phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau và hoạt động quỹ vì người nghèo các cấp. Kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Hưng Yên. Mục tiêu nhằm huy động các nguồn lực bổ sung vốn cho Ngân hàng Chính sách Xã hội thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn thông qua những nội dung phối hợp cụ thể được ký kết như công tác tuyên truyền, triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách. Chương trình góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của Hưng Yên xuống 0,5% theo kế hoạch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề ra. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hải Phòng, tính đến ngày 30 tháng 4, trên địa bàn thành phố đã có 3 ngân hàng công bố chi tiết về việc triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank là ngân hàng đầu tiên triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội theo nghị quyết 33 của Chính phủ, áp dụng bắt đầu từ ngày 3 tháng 4 năm 2023 đối với các khách hàng là chủ đầu tư hoặc người mua nhà tại các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo thuộc danh mục do Bộ Xây dựng công bố theo quy định. Tiếp đó là Ngân hàng Vietcombank bắt đầu triển khai chương trình từ ngày 14 tháng 4 năm 2023 với thời gian ưu đãi là 3 năm đối với chủ đầu tư và 5 năm đối với người mua nhà. BIDV triển khai chương trình từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 tới các khách hàng đủ tiêu chuẩn theo quy định. Vừa qua, chi bộ trường Trung học phổ thông Phù Cừ đã tổ chức lễ kết nạp đảng cho 4 quần chúng là những học sinh ưu tú trong học tập và hoạt động phong trào. 4 học sinh được kết nạp đảng đang là học sinh lớp 12. Các em đã có sự tìm hiểu, nhận thức đúng đắn về đảng và từng bước khẳng định năng lực bản thân, nỗ lực phấn đấu không ngừng, trở thành những đoàn viên, thanh niên, những quần chúng tiêu biểu.
Cả bốn em đều có học lực khá giỏi và tích cực tham gia các hoạt động phong trào trong nhà trường. Công tác phát hiện bồi dưỡng đảng viên là học sinh đã và đang được trường Trung học phổ thông Phù Cừ quan tâm thực hiện. Nhà trường đã giới thiệu 31 học sinh học lớp nhận thức về đảng. Việc tổ chức kết nạp đảng viên cho học sinh trung học phổ thông vừa có ý nghĩa phát hiện, ghi nhận nỗ lực của những quần chúng học sinh, sinh viên ưu tú, vừa tạo ra môi trường để phát triển đảng trong lực lượng trẻ. Bộ bát đĩa Hoa Lam ngự dụng thời Lê Sơ được công nhận là bảo vật quốc gia, một phần là do đặc tính vượt trội của dòng gốm Hoa Lam được sử dụng trong thời kỳ này. Đây là một bộ sưu tập gồm 2 chiếc bát và 5 chiếc đĩa, từng là đồ dùng của nhà vua và thân quyến ở kinh thành Thăng Long. Bộ bát đĩa Hoa Lam ngự dụng thời Lê Sơ được công nhận là bảo vật quốc gia, một phần là do đặc tính vượt trội của dòng gốm Hoa Lam được sử dụng trong thời kỳ này. Ở thời Lý, thời Trần, chủ yếu là dòng gốm men ngọc hoặc gốm hoa nâu. Tuy nhiên, từ những năm cuối của thế kỷ 14 thời Lê, các nghệ nhân đã cho ra đời loại gốm hoa lam mang những đặc tính vượt trội. Bộ sưu tập cho chúng ta những cảm nhận chân thực và sâu sắc hơn về tính vượt trội trong nghệ thuật trang trí đồ gốm sứ dành riêng cho các bậc đế vương và hơn cả là về tư tưởng, tôn giáo, văn hóa thời kỳ này. Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy chủ động ra soát điều tra nắm tình hình các mỏ cảng bến thủy nội địa, khu tập kết vật liệu xây dựng của tổ chức cá nhân, phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường thủy nội địa trên địa bàn. Qua đó vừa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về an toàn đường thủy, vừa tham mưu xử lý các trường hợp chây ì, cố tình vi phạm. Đặc biệt, theo chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh, từ ngày 1 tháng 4 năm 2023, Phòng Cảnh sát Giao thông triển khai chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn với người điều khiển phương tiện đường thủy. Qua đó, tổ chức 30 ca tuần tra kiểm soát với 86 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia xử lý một trường hợp thuyền viên vi phạm nồng độ cồn, xử phạt 4 triệu đồng. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, 8 bộ ngành sẽ tiến hành kiểm tra theo hình thức đột xuất toàn diện đối với mạng xã hội TikTok tại Việt Nam. Nội dung kiểm tra sẽ tập trung vào việc chấp hành các quy định về hoạt động cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho người sử dụng trong nước, quy trình kiểm duyệt thông tin, xác thực thông tin người dùng, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam, xử lý, khiếu nại của người dùng, thuật toán, phân phối, đề xuất nội dung cho người dùng, thu thập, quản lý, lưu trữ, sử dụng dữ liệu của người dùng, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, chấp hành các quy định về quảng cáo, pháp luật về bảo vệ trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội trên không gian mạng, tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, thực hiện nghĩa vụ thuế. Thưa quý vị và các bạn, giới chức Guyana cho hay một đám cháy lớn đã bùng phát tại khu vực ký túc xá nữ sinh ở thành phố Madia, miền trung nước này, đã gây hậu quả nghiêm trọng khiến 19 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Theo giới chức, vụ cháy xảy ra đêm 22 tháng 5, nhấn chìm khu trọ của trường nữ sinh. 14 trẻ em đã thiệt mạng tại chỗ và 5 em qua đời trong bệnh viện sau đó. 6 người bị thương được trực thăng đưa đến thủ đô để cấp cứu, trong khi 17 học sinh nhập viện tại địa phương. Phần lớn người tử vong là trẻ em thuộc các bộ tộc thổ dân. Một cuộc điều tra kỹ lưỡng đang được thực hiện, song điều tra ban đầu cho thấy đây là một hành động ác ý. Guyana là quốc gia Nam Mỹ từng là thuộc địa của Hà Lan. Số liệu thống kê năm 2012 cho thấy cộng đồng thổ dân bản địa chiếm khoảng 10,5% dân số ở nước này. Tại cuộc họp của Hội đồng Y tế Thế giới ngày 21 tháng 5 vừa qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi các bên tích cực đàm phán về một thỏa thuận lịch sử đối với an ninh y tế toàn cầu. Tổng Giám đốc WHO cho biết, Hiệp định đại dịch đang được đàm phán là một thỏa thuận lịch sử, đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ trong cách tiếp cận với an ninh y tế toàn cầu sau COVID-19. Quá trình đàm phán vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng mục tiêu là đạt được thỏa thuận kịp thời cho Đại hội đồng Y tế Thế giới tiếp theo vào tháng 5 năm 2024. Đại hội đồng Y tế Thế giới thường niên kéo dài 10 ngày tại Geneva, Thụy Sĩ, trùng với lễ kỷ niệm 75 năm thành lập cơ quan này, được thiết lập để giải quyết các thách thức về sức khỏe toàn cầu, bao gồm cả các đại dịch trong tương lai. Nhà đấu giá Sotheby's tại Mỹ thông báo tác phẩm điêu khắc mang tên Nhện của một nữ nghệ sĩ người Mỹ mới đây đã phá kỷ lục khi được mang ra đấu giá, trở thành bức tượng đắt nhất từ trước tới nay. Theo nhà đấu giá Sotheby's ở thành phố New York, Mỹ, bức tượng nhện khổng lồ có chiều cao hơn 3 mét, rộng 5,4 mét do nghệ sĩ Mỹ gốc Pháp Louis Bourgeois sáng tác vào năm 1996. Nó đã phá kỷ lục đấu giá khi được mua với giá 32,8 triệu đô la Mỹ, giúp cố nghệ sĩ trở thành nữ nghệ sĩ điêu khắc có tác phẩm được bán với giá cao nhất thế giới từ trước đến nay.
Nghệ sĩ Louis Bourgeois sinh ra ở thủ đô Paris của Pháp, nhưng sống phần lớn cuộc đời ở thành phố New York, Mỹ. Bà qua đời vào năm 2010, thọ 98 tuổi, và để lại cho đời rất nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Những bức tượng nhện khổng lồ của bà đã từng được trưng bày tại nhiều bảo tàng nổi tiếng tại Tây Ban Nha và Anh. Bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.